Yeah. Okay. Yeah, where is my student now? At Oh my God. Good evening. Teacher. Oh my God. Hello. Hello, teacher. Hello. Hello, teacher. 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 Good evening. Có bạn nào quên chưa ăn cơm không? Comment cho cô biết nào. Con ăn rồi. Cô chào các con nhá. Cô ăn rồi, cô ăn rồi. Bây cô sẽ remove pin đi để cô xem một loạt cả lớp xem nào. À, Khánh Vân này, Nguyễn Đức này, Minh Đức này. Ok, Ngọc Khuê rồi này, Hiền Thục này. À, Ngọc Nga này. Đó, ok, Ngọc Hân này, gì đây? Hiệp này chưa mở cam này. An Phú ơi, ngồi ngay ngắn rồi này. Phạm Kim Thanh, Hoàng Ngân, Uyên. Chà, hello, ăn cơm rồi, comment cho cô ăn cơm nhá, còn biết nhá. Không là phải bảo cô ơi, con đói lắm. Ok. Hôm trước có tự ôn bài không đây? Hôm trước có tự ôn bài không? Có mở cái playlist lên xong để tự ôn bài không đó? Hay là nhiều bài tập quá rồi, con ăn cơm rồi. Ok, lớp một loạt xem nào, mình lớp một loạt xem cả lớp mình ngồi nào. Con chưa kịp ăn cơm. Nào, đúng rồi, mình trước đi học thì mình ăn nhẹ một chút nhá. Ok, you need to have a snack before the class. Mở màn hình rồi, ok. So let me check your sound here and... À, có bạn nào vừa rồi thi Super Kid mà chưa được duyệt bài không? Có ai mà thi Super Kid mà chưa được duyệt bài không? Nhắn cô coi nào. Wow, đấy. có bé nào mà hôm trước gửi bài thi thuyết trình này trăng rằm các thứ mà chưa được không cô ơi? Của em là Văn Thị Ngọc Hân. À thế á, bài Văn Thị Ngọc Hân á. Ờ, thế để thầy xem, thầy quân chấm. Mi Xuân Đức á, Xuân Đức chưa được duyệt á, đúng không? Xuân Đức chưa được duyệt bài à? Thế để chút nữa xem nhá. Cô thấy nhá, các bạn thi Super Kid siêu ơi là siêu luôn. Siêu mà không, hello Uyên, siêu mà không thể tưởng tượng được là các bạn học tiếng Anh giờ này giỏi thế. Đương nhiên là mình vẫn có một số những cái lỗi nhỏ xíu mà, nhưng mà các bạn rất là tự tin. Me too. Đó, Hiệp, ui nhất là Hiệp, cái bài của Hiệp gửi ngay từ đầu mùa, ngay từ cái đợt mà mới khởi động cuộc thi, ai cũng rất là ngạc nhiên về con luôn đấy. Me not super kid. Why not? What do you think that you are not a super kid? Why? That's the reason why. Hello, con không nhớ nhá. Không có ai là không thể làm super kid được, đúng không? Mình luôn cố gắng mà. Okay. Yeah. We just have the 5 minutes left to ready for the class. Mm-hmm. If you are ready for the class, please raise your hands. Nếu mà bạn nào mà đã ngồi ngay ngắn rồi nhá, raise hand cho cô biết nào, cô xem một loạt nào. Cô sẽ xem một loạt lớp nha. I love you, cả lớp yêu con. Đâu, con tặng cô. Cô không nhìn thấy cái gì đâu. Cô không nhìn thấy icon đâu.
bài của con chưa được duyệt. Lê Xuân An này, thể cô ghi vào đây nhá. Lê Xuân An chưa được duyệt. Chắc là sai hashtag rồi. Từ tối đến hôm nay nhá, có bài tổng hợp lớn đấy. Nghe chưa? Ôn thế mà bạn nào mà mấy hôm trước mà không ôn bài ra là khó làm bài tập lắm. Rất yêu cả lớp nhá. Thế hôm nay mình học sớm không? Hay là đợi 5 phút nữa? Do you want to join the class sooner? Okay. Okay. We just have 3 minutes left. Mình đợi các bạn 3 phút nữa nha. Mình chuẩn bị ngay ngắn này. Hôm nay nhá sẽ là bài vừa tổng hợp từ vựng vừa là tổng hợp cấu trúc nói nha. Và các bạn tập trung nha. Hôm nay mình sẽ phải dùng tay để comment nhiều đấy. Hôm nay mình sẽ phải dùng tay để comment nhiều vì rất nhiều bài tập mà chúng ta cần giải quyết đó nha. Con yêu cô. Cô yêu con và yêu cả lớp. Ok. Yêu tất cả các bạn. Chà. Rồi, yes, are you ready? Nếu bạn nào ready, comment yes cho cô nào. If you are ready, comment for me, yes. Like that, yes. Yes, okay. Đây rồi, đấy cô, thế này cô dễ điểm danh hơn này. Đó. À, rồi. Quá tuyệt vời, ngồi. Thế là đợt này là quen lớp rồi đúng không? Cứ quen lớp là vào giờ là đã ngồi ngoan ngay ngắn rồi, chứ không như đợt trước nữa nhỉ. Ủi nhớ mấy hôm đầu khó quá, đúng không? Love you, ok. Chỉ còn 2 phút nữa thôi, cô chuẩn bị share màn hình nhá. Ok, let me see. Do you remember this story? Can you see the screen now? Can you see the screen? Thank you, Khánh Bình. Yeah, okay, look at the screen now, nào, đấy, học lâu rồi lại cứ thích vẽ lên trên bảng này, lại để cô nhắc rồi, không được vẽ lên trên bảng đâu con, vẽ trên bảng là lát không học được đâu, nhỏ, okay, so can you see the screen now, yes or no, can you see the screen, yes, okay, great, so look at the screen now, do you remember this story? Do you remember this story? Các bạn có nhớ câu chuyện này hôm trước mình vừa học không nhỉ? Câu chuyện về chiếc mũ yêu thích, đúng không? Chiếc mũ yêu thích của tôi. Và rất là ấn tượng với bạn Tommy, đúng không? Rất là ấn tượng với bạn Tommy khi mà bạn ấy có một chiếc mũ là một chiếc xô đựng cát, đúng không? Yes. Ok, đó, em Ngà chào thầy Quân. Ok. Và cấu trúc hôm trước mình hỏi rất đơn giản đúng không? Rồi bạn nào có sách, có vở, có bút nhá. Có muốn ghi bài thì ghi nhá. Còn không thì mình sẽ xem lại clip để mình ghi bài nhá. Không sao hết. Hôm trước mình học nào nhỉ? Mình học cấu trúc What are you wearing? Ok. Có em này hoặc là bạn đang mang gì, mặc gì? Ok. And what is she wearing? Cô ấy đang mang gì, mặc gì đúng không? Đang nhá, bởi đang đúng không? Đang in ok. Đang ok, nhớ chưa? Cứ in đang. What is she wearing? À, nhớ chưa nào? Good evening. Đây, câu chuyện đúng không? Câu chuyện này hôm trước cho bạn nào mà chưa học nhá. What are you wearing? Khi mà Tommy hỏi chị áo xanh, what are you wearing? Đúng không? Bạn này hay là chị đang mặc gì thế? Đúng không? Đang nói chuyện trực tiếp này. Thì chị áo xanh trả lời là I'm wearing a green hat. Chị đang nào? Chị thì đang đội hoặc là đang mang một chiếc mũ màu xanh lá cây. Ok. À, và cái câu của chị ấy không quên nói đó là It's my favorite hat. Favorite hat. À, đây là
chiếc mũ yêu thích của chị, ok, của tôi, wow. Và cái bạn Tommy này rất là tò mò, tiếp tục hỏi, what's she wearing? Thế còn chị kia thì đang mang gì vậy? Thì chị áo xanh trả lời là chị ấy thì đang mang một chiếc mũ màu gì đấy con? Màu cam, đúng rồi. Và cũng không quên khẳng định là is her favorite hat. Đây là chiếc mũ yêu thích của cô ấy. Đó, cấu trúc nó chỉ có vậy thôi. Một là what are you wearing? Và hai là what she's wearing? Vậy thôi, không có gì khó cả. Hôm nay mình sẽ ôn luyện rất rất nhiều nha, để tổng hợp nha. Đây là flashback lại bài thôi. Còn các bạn nào mà chăm xem video rồi các bạn thuộc hết rồi, đúng không? Ok, bây giờ hiện tại con sẽ tắt chat một chút nha. Con sẽ tắt chat một chút nha, cho đỡ bị khó nhìn ở trên màn hình, ok. Rồi chút nữa mình làm bài tập thì mình đấy sau nha. Ok. So, đợi cô chút. Listen and place sticks over the gray image in the book. Listen. Nào các bạn chuẩn bị nào. Can you show me your pencil or your pen or your sticker? Okay. Can you show me? Bây giờ mình lại cần đến cái bút rồi. Can you show me your pen or your pencil? Can you? Nào cho cô xem chiếc bút của con nào. Những chiếc bút của các con nào. Cô xem một lượt lớp là bút đâu rồi. Can you show me the pen? Uyên đâu? Uyên với Ngọc đâu? Ngồi cười khúc khích thế. Uyên với Ngọc 3C với 2E ngồi cười khúc khích thế con. Đâu rồi, bút đâu? Where's your pen? Cô đang nhìn á. Yes, ok, great. Có chuyện gì vui thế? Con tí nữa comment cho con biết nhá. Ok. Yeah, Thủy, Tô Giang và Khánh Vi đúng không? Tô Giang và Khánh Vi rồi. Oh my god, two little girls. Where's your pen, Tô Giang và Khánh Vi? Pen của con đâu? Pen đâu? Giơ tay, pen cơ mà, bút cơ mà. Bút cơ mà, bút đâu? Ôi, nay quên bút mất rồi. Đấy, Uyên Ngọc giơ bút rồi đây này. Lê Gia An, bút đây này. Rồi, bút nha. Rồi, cả lớp đã có bút. Ok, mình sẽ nghe nhá. Listen and place stickers over the gray image of the book. Mình sẽ nghe trước. Mình sẽ nghe trước nha. Và thế nào nhỉ? Nghe đã nhá. Page 46. Activity 10. Có nghe rõ không đã? Cô phải mở chat ra xem để cho các bạn có nghe rõ không nào. Có nghe rõ không nhỉ? Có nghe rõ không? Có nghe rõ không? Có nghe rõ không để cô cho to hơn? Có nghe rõ không? Có. Yes, yes, yes. Ok, yes đi, yes đi. các bạn trên livestream nha, cũng tập trung nào. Các bạn trên livestream, các bạn không vào được Zoom thì các bạn xem trên livestream nha. Và các bạn cũng sử dụng bút của mình nha để chuẩn bị là mình làm bài này. Ok, let's listen to the radio. Page 46. Activity 10. Listen. Stick. 1. He's wearing old blue shoes. She's wearing. Now, she ơi. Nào, nghe lại câu này nhá. He's wearing old blue shoes. So, she's wearing đâu? She's wearing đâu? Cái tay chỉ đâu? She đâu? Đầu tiên đâu là she đã? Ở đây một bạn nam, một bạn nữ thì đâu là she, đâu là he nhỉ? Ôi dồi ôi, bút đâu rồi? Bút đâu chỉ rồi, chính xác. Đâu là she, đâu là he, đâu Nguyễn Minh Quân đâu? Nguyễn Minh Quân giơ bút ra không chỉ. Ôi dồi ôi, Nguyễn Minh Quân giơ bút ra không chỉ vào bài rồi. Thu Hiền đã chỉ rồi. She đây đúng không? Rồi, cả lớp chuẩn luôn. Các bạn trên livestream nhá, nếu bạn nào mà vào lớp được thì các bạn vào lớp nha, cô vẫn mở Zoom đó. Yeah, she đây. Ok, she. Thì trong video có nói là she's wearing cái gì đó thì các bạn có cần nghe lại không? She's wearing. He's wearing old blue shoes. She's wearing a gì nhỉ? Các bạn có thể comment cho cô biết không nhỉ? A gì? Con không nghe được.
Ok, nhớ 9 giờ luôn. She is wearing. He's wearing old blue shoes. 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 Ok, đã chỉ được vào đâu chưa? Rồi, đâu rồi? Comment cho cô biết nào. Shoes, chính xác, shoes. But what color? What color? What color? Thằng Tú Phương không nghe được á, con mở loa to lên xem nào. Con không nhìn thấy màn hình không? Ồ, trong đài cơ mà. Đương nhiên rồi, những cái màu mà nó màu gray như này này, ví dụ như cái này này hay cái này này hay cái này này hoặc là cái này này thì đều là để chống như này để mình xem là trong video ở trong cái đài này người ta nói mà màu gì, what color ấy các con. À, thì đầu tiên là mở màn, câu đầu tiên là she's wearing pink shoes. Ok, pink shoes. À, mình đã nghe từ shoes rồi. Shoes và nó là màu pink, đúng không? Màu pink, màu hồng. Thì cái bài này chính xác ấy, mà các bạn là có sách ấy, thì các bạn sẽ tô màu vào đây. Thì tuy nhiên là cô Ngọc thì chỉ có phiên phiến thôi nha, để cô lấy cái bút của tô nào. Đây, coi như là màu hồng đi. Rồi, pink shoes, đúng không? Đây, cô tô xấu ấy. Cô tô xấu tí hiểu bài thôi nhá. Rồi. Tô xấu thế nào, tiếp tục nào, tập trung nào, tập trung ở đây nào, cái bút đâu, lại cái bút nào. Bây giờ mà cô vẫn mở một đống cái tab các bạn đây này, vẫn mở đây này, ok. À, Hải Băng này có em học cùng này, và cô vẫn đang xem đấy nha, vẫn đang xem các bạn đấy nha. Next. Còn nào, tiếp tục nào, sẵn sàng chưa để nghe theo câu tiếp theo nào. Two. She's wearing small red boots. Three. She's wearing a big green hat. She's wearing a big gì nhỉ? She's wearing a big gì? She's wearing a big green hat. Now, she's wearing a big cái gì nhỉ? Yes, okay. She's wearing a big hat. Big hat. Nào, nhưng mà bất màu gì? What color? Comment cho cô nào. What color? She's wearing a I know that a big, bạn ấy nói rất rõ nha, big xong rồi cái gì, yes, green, of course, green, not green, tốt rồi, nghe tốt rồi, trong đài có ghi này, để cô sẽ back lại cho các con nha. She's wearing a big green hat. Yeah, she's wearing a big green hat, green hat, she's wearing a big green hat. Oh no. Rồi cô không tiện tô màu đây nha. Ok, tiếp tục nào. Page 46. Activity 10. Listen. Stick. 4. He's wearing new brown pants. He's wearing new brown pants. Nào, bây giờ mở chat xem nào. Bây giờ mở chat xem nào, nghe được cái gì nhỉ? Can you? No. He rồi, mình đã he rồi đúng không? Hoàng Tú Phương bị sao không nghe được đài nhỉ? Các bạn vẫn nghe được mà. Ok. Nào. 4. He's wearing new brown pants. Now, he's wearing new, đúng không? Hôm trước vừa học new rồi, new với old rồi. Là mới.
Uh-huh. Come in, cô nào. He's wearing new brown pants. Okay, nghe từ new, nghe từ new. He's nào, đầu tiên mình nghe thấy từ he's, okay, he's. Nào, bây giờ mình cũng biết là nhân vật nào rồi. Mình nghe nhân vật he's là nhân vật này, okay. He's wearing new, đúng không? New. Còn hai cái từ cuối là gì? Come in nào, come in for me. New brown pants. Ôi, pen trời. Nào, bây giờ tắt chat đi nhá. Tắt chat, tặng tắt chat một chút. Đây. He is wearing new brown pants. Và cái từ pants thì cô sẽ nhấn mạnh cho các bạn nha. Nhấn mạnh cho các con này. Hồi vừa nãy viết sai nhiều quá. P-A-N-T-S. Pants. Okay. Pants. He is wearing new brown pants. Anh ấy thì đang mặc chiếc quần màu nâu rất mới. Nào, thế cô tô thử màu nâu đây xem nào. Đấy, coi như đây là màu nâu chưa? Rồi, đây là mấy bài nghe cơ bản thôi đấy nhá. Tiếp tục nào, mình next. Sang một bài. Okay, look at this. Look at four picture here. Look at the four picture here. We will go on four picture here. Nào, lại tiếp tục mở chat cho các bạn nào. Tập trung vào cái tay nhá. Rồi. Okay, we will listen and match. Và cấu trúc là what are you wearing? Bạn đang mặc gì thế? Và mình trả lời tớ đang mặc một chiếc tớ đang mang một chiếc mũ màu xanh lá cây. Okay. What are you wearing? I'm wearing a green hat. What's she or he, wow, wearing? He's or she's wearing white pants. Đây là cách trả lời và cách hỏi về việc mà mình đang mặc gì, đang mang gì ở trên người, đúng không? So look at the picture now, look at the picture. Oh, comment what? Đã làm bài tập đâu? Mà sao lại comment nhiều thế? Nào, tắt tạm đi nhá. So look at the picture. We use the hat on. Nào, mình đặt mũ ở đâu nhỉ? Mình thường thường mang mũ ở đâu nhỉ? Comment cho cô nào. Mình thường là mình đội mũ kiểu gì, để mũ ở đâu? Nào, body language đâu? Mình để mũ ở đâu? Mình để mũ ở đâu rồi? Để ở vai à? Ok, shoulder. Hay là back? Mình để mũ ở đâu? Where? Trên đầu. Trên đầu nhưng viết nào? Trên đầu viết tiếng Anh mà ở học cứ viết tiếng Việt. Hat, đúng rồi, hat. Ok, hat. Thế còn where will you wearing pants? Mình sẽ mang quần mình để đâu? Mình để quần ở đâu nào? Đâu mặc thế nào? Chỉ cách mang quần nào? Mình để quần ở đâu? Mặc quần như nào? Ở trên đầu, đội đầu ở leg, đúng rồi. tưởng là mặc quần đội trên đầu. Ok rồi, thế thôi, đùa vậy thôi nhá. Mình bắt đầu làm bài này, được chưa? Bên cô sẽ cho một nghe một lượt nhá. Mình sẽ nghe một lượt, mình sẽ ghi chú ở trên vở và mình sẽ comment cho cô nhá, kể cả bạn trên livestream cũng vậy nhá. Rồi, tập trung nghe vào đây nào. 3, 2, 1. Okay, let's start it. Page 47, activity 11. Listen and match. 1. What's your grandmother wearing? She's wearing a red hat, a white blouse, and a blue skirt. 2. What's your grandfather wearing? He's wearing an orange shirt, brown pants, and brown shoes. 3. What's your father wearing? He's wearing a green jacket, blue pants, and black shoes. 4. What's your mother wearing? She's wearing a purple blouse, a yellow skirt, and white boots.
Page 47. So, what's wrong? Nào, các bạn nào comment cho cô nào. Đã ai nghe, đã ai nhớ được cái gì chưa? Can you comment for me? Can you comment me the answer now? Wow, wait. Đã nhìn thấy Lương Hà An Nguyên có đáp án. Oh my god, you so smart. Yeah, Minh Tiến có đáp án là 1B. Ok, để cho các bạn cùng nghe được thì mình sẽ... Wow, Văn Thị Ngọc Ngà, Khánh Vân, wow. Nguyên làm được một câu. Wow, các bạn đã có đáp án hết rồi ư? Thế thì để cho các bạn mà chưa có đáp án của chính mình thì mình sẽ nghe lại một lần nữa nhé. Ok? Yeah, tốt lắm. Đấy, đúng rồi, cô không nghe được thì bây giờ cô sẽ cho nghe lại một lần nữa nhá. Ok, tạm thời stop share đấy đã nha. Tạm thời stop share để cô nghe lại nào. Pin here. Quên mất là không cho cô lên màn hình chính. Ô, bạn nào đấy? Thế là không được rồi nha. Nào, đấy, lại cứ thế cờ. Nào, bắt đầu tiếp tục. Okay. Next. Nghe lại một lần nữa này. Activity 11. Listen and match. 1. What's your grandmother wearing? She's wearing a red hat, a white blouse, and a blue skirt. 2. What's your grandfather wearing? 1. What's your grandmother wearing? What's your grandmother wearing? What's your grandmother wearing? Grandmother, mình học từ bài My Family rồi nhỉ? Grandmother là bà, đúng không? Bà của bạn thì mặc gì? Okay? She's wearing a red hat, a white blouse. Okay. She's wearing a red hat, a white blouse, and a blue skirt. And a blue skirt. Okay, đáp án. Wow, yeah, 1B, of course. Quá chuẩn. Thế bây giờ làm nào nhỉ? Bây giờ là phải tích sticker rồi. Bây giờ sau mình phải có cái cơ chế tính điểm ấy. Những bạn nào comment bài tốt là phải tính điểm ấy nhỉ? Đúng rồi. Okay, next. 2. 2. What's your grandfather wearing? What's your grandfather wearing? Okay, cũng trong bài My Family mình có đề cập grandfather. Ông bạn thì mặc gì ạ? Uh-huh. He's wearing an orange shirt, brown pants, and brown shoes. He is wearing, okay, he's wearing an orange blouse, brown pants, and brown shoes. Ông ấy thì mặc một chiếc áo cam, quần nâu và giày nâu. Rồi, đáp án quá chuẩn. Next. 3. What's your father wearing? He's wearing a green jacket, blue pants, and black shoes. Okay. Câu hỏi tiếp theo. What's your father wearing? What's your father wearing? Trong bài My Family, đợt trước cũng đã nhắc rồi. Father, bố, đúng không? Your father, bố của bạn. What's your father wearing? Bố của bạn thì đang mặc cái gì vậy? Đúng không? Rồi thì bạn ấy trả lời. He's wearing, đúng không? He's wearing a green jacket, blue pants, and black shoes. Okay.
See. Nào thì bây giờ mình đã có là bố của anh, ông ấy thì đang mặc một chiếc áo khoác màu xanh này, quần màu xanh dương này, và đôi giày màu đen. Rồi tạm thời tắt chat nhá, chứ comment nhiều quá, đang chữa bài mà. Ok, và the last one. 4. What's your mother wearing? She's wearing a purple blouse, a yellow skirt, and white boots. Okay. What's your mother wearing? Mẹ của bạn thì đang mặc gì vậy? Và bạn ấy trả lời là She's wearing a purple gì nhỉ? A purple gì? Có comment không? Wearing. She's wearing a purple blouse. She's wearing a purple blouse, yellow skirt, and white shoes. White boots. Okay. White boots. Bây giờ cô sẽ đọc comment nhá. Đọc comment nào. Thường thường là cô sẽ tao lại cái comment ý, có cái phần chat ở trên Zoom ấy thì người ta cũng sẽ tải về, cho nên cô vẫn xem được bạn nào comment mà. Được không? Ok, xong cô sẽ tắt tích điểm. Tốt lắm, có bạn giúp cô tích điểm cơ rồi. Các bạn làm đúng hết. Trời ơi, tuyên dương cả lớp. Nghe rất tốt, học rất tốt cái bài này. Từ buổi thứ hai cho đến hôm nay ấy là mình học nhanh đến mức độ mà mình đã đi xong một unit rồi đấy, các con có tin không? Mọi lần là cứ phải 2 tuần mới xong cơ. Yes, ok. Rồi, bài ok rồi. Mình sẽ in bây giờ nha. Bây giờ sẽ có một cái phần khó hơn. Ok, Are you ready for another part that is more difficult than this? Bây giờ chúng mình sẽ học một phần khó hơn một chút nha. Nhanh hơn một chút nha. Ok, nhanh hơn một chút. Và các bạn lại phải chuẩn bị cái đường truyền mạng rất là tốt, được chưa nào? Cái đường truyền mạng tốt đấy, để bắt đầu mình sẽ chơi rồi chơi. Ok, nào, chuẩn bị nhá. Are you ready? Ready for the games now? Ready for the games now? Chà ơi. Game rất let's go cô. Yes, okay. Yes, I know that you are all like game. So cô chơi game này rồi. Hôm trước cô đăng link đấy, chắc là bạn cũng chơi. Oh. Now, yes, me too. Okay. Yes, I will review some sentences about the characteristic up here. Okay, mình sẽ Yes. Ok, bây giờ cô sẽ tạm thời tắt cái chat đi một chút nha, để mạng đỡ bị lag hem. Ok, tắt chat một xíu thôi, tí nữa làm bài tập mở chat nha. Ok, trước tiên thì mình sẽ phải review một chút. Mình sẽ xem qua một lượt nào. Thì ví dụ như là bạn nhân vật này, đúng không? She's wearing a pink shirt. Cô ấy thì đang mặc một chiếc áo màu hồng. She is wearing a pink shirt. Có nghe được không? Các bạn có nghe rõ không? Đồng bào nghe rõ không? Okay, can you hear me clearly? Nào comment cho cô nào, có nghe rõ không? Can you hear me clearly? Comment cho cô biết nào, các bạn có nghe rõ không nào? Có nghe rõ đài không? Cô mở lại một chút nào. Yes, ok, thế thì lại phải tắt chat đi một chút nha. Rồi, mình sẽ review trước xong mình sẽ làm bài tập nha. She is wearing a pink shirt. Yeah, she's
Cô ấy is wearing thì đang mặc a pink shirt, một chiếc áo màu hồng. Okay. He is wearing a green scarf. He is wearing a green scarf. He is wearing a green scarf. Okay. Anh ấy thì đang mang một chiếc khăn choàng màu xanh. Dễ mà, đúng không? It's easy. It's easy. He is wearing a green scarf. Yeah, it's an example. It's a for instance today, and we will go on the game now. So bây giờ, I will open the chat, and then you and me will go on the game now. So let's start it. Let's start. Okay. Which answer here? Okay, just Lương hả? Tell to me that she, okay, which answer now? Okay, good. She. Okay, so next, what is she doing? So which answer? No, comment cả cụm nha, không chơi 1-2 đâu. Comment cả cụm nha, cả từ nha. Is wearing, chính xác. Cô sẽ tính những cái comment của các con hợp lệ. Is wearing now, okay, rất nhiều đáp án ở đây. So is wearing what, comment for me. She is wearing what here? A pink. Good. A pink what, comment for me please. Chà, các bạn, shirt, chính shirt. Xác. Okay, she is wearing pink now, bắt đầu, next. Who's there? She, they, or he? He, of course. Okay, which answer? Are wearing or is wearing? Tính thời gian nha. Biết là he rồi, nhưng mà are wearing or is wearing? Yes, of course, is wearing. Is wearing what? Is wearing what? Đoán nha, hơi khó nha. Nào bây giờ đoán xem nào, cái gì nổi bật nào. White à, white thử, white nào. Ah, oh no, it's not the answer here. So có cái gì nổi bật hơn nào? Purple. Yes, of course, purple. Purple thì biết purple cái gì đây, cái gì purple vậy? What is in purple now? What is in purple now? Sharks, shirt. Oh yes, of course, shorts. Socks. Okay, he is wearing purple shorts. Next. Okay, he or she. She. Uh-huh. Is wearing or are wearing, come in for me because we will count out the time now. Is wearing. Okay, good. And now bây giờ nhìn xem là có những cái gì mà nó nổi bật lên nào. Okay. In green, blue, pink, yellow, brown. Okay, which one? Which one you think that the answer? A brown. Good. A brown what? Brown. I know the brown, but the shoes, shirt, coat. Coat. Cô ấy thì đang mặc một chiếc áo khô choàng màu. No. Okay. Now, tiếp tục nào. Okay. She or he. He is wearing or are wearing. Come in for me. Is wearing or are wearing. Is wearing. Are wearing. Is wearing. Okay, good job. And look at this. Blue, black, brown, yellow, and green. Which one? Green. Green what? Green gì? Bây giờ có giày này, có áo choàng này, có quần short này. Okay. Yeah, green shorts. Shorts. Yeah. Tiếp tục, who's there? He
Quickly nào, nhanh nhanh nhanh. Are wearing or is wearing? Come in, come in. Is wearing. Wearing. So look at the picture. Wait. Cái màu gì nổi bật nhất đây? Black, brown, yellow, white, green. Yes, of course, yellow. A yellow. Yellow gì ta? Cái gì yellow? Scarf? Scarf? No, it's not a scarf. Yeah, it's tie. Cái thắt lưng, tie. Okay, bạn nào chưa biết thì biết là tie. Cái thắt, I'm sorry. Cái cà vạt, okay, tie, tie. Tie. Tie, okay. She is wearing a brown coat. She is wearing a brown coat. Hơi khó một chút nào. One, two, three, four, five. Which one? One. He is wearing purple socks. He is wearing purple socks. One, two, three, four, five. Four. He is wearing a yellow tie. He is wearing a yellow tie. Four. Oh, my God. She is wearing a pink shirt. Which one? Which one? She is wearing a pink shirt. Three. He is wearing green shorts. He is wearing green shorts. Yes. Two. Round two. Okay. Who's there? He. Mm-hmm. He. He. Come in, come in. Is wearing or are wearing. Is wearing. Is wearing. Gì nhỉ các bạn nhỉ? A green. Green gì ta? Green gì? Yeah, khăn choàng. Okay, green scarf. Scarf. Okay, next, next, next. Okay, next. They, đúng rồi, họ, they. They. Is wearing hay là are wearing nhỉ? Is wearing or are wearing? Lại two with one là không hợp lệ đâu nhá. Thì bài nào nhiều quá rồi. Are wearing, of course, are wearing. Are wearing, are wearing what? Are wearing what? Can you comment for me for the answer now? Orange. Orange. Yes, orange. Orange what? What is orange? A hat, of course, hat. Cái mũ màu cam rồi. Hat này đúng không? Thế bây giờ cái nào? Đúng rồi, tại vì có tận 3 người ở đây là những chiếc mũ cho nên phải là hat. Hats. Exactly. Okay. Next. Next. Now, they, she, or he. Come in for me. Come in for me. Quick, quick, quick. He. He is wearing or are wearing. Có thể bạn nào mà comment cả câu được không? He is wearing. Cái màu gì nổi bật đây? Which color? Which color? Black, green, orange, yellow. Orange. An orange. Yeah, an orange, an orange. Orange gì đây? Orange gì ta? Mặc cái áo à? Cái áo, cái áo. Cái áo gì? Đây là cái áo thì nói trong tiếng Anh nào? Shirt. Shirt. Of course, chuẩn. Cái này không phải là cái coat đúng không? Cái coat là cái áo choàng ấy, còn đây chỉ là cái áo sơ mi thôi thì mình gọi là shirt. Okay. Next. She. Okay. Is wearing. Is wearing. Tốt quá. So, tiếp tiếp. Next. Next, next, next. Red. Good. Red. Red what? Red gì? Okay, what in red now? What in red now? Can you? What in red? Shoes. Shoes. Next. Uh-huh, look at this picture. She. Is wearing. Màu gì? Which color? Which color is this? Red? Red. Red what? Red what? Red what? Yeah, glasses. Glasses. Yeah. They are wearing orange hats. They are wearing orange hats. Two. He is wearing a green scarf. He is wearing a green scarf. Green scarf. Yes. He is wearing an orange shirt.
He is wearing an orange shirt. Nào cái shirt, orange shirt đâu? Rồi đúng rồi, áo màu cam. She is wearing red glasses. She, cô ấy thì đang mang những chiếc kính màu đỏ. Rồi chuẩn. He is wearing purple socks. He is wearing purple socks. Purple socks. Okay, where's the purple sock here? Oh my god, look at this. Yes, picture 5. Great. She is wearing red shoes. She is wearing red shoes. She is wearing red shoes. Oh my god, red shoe. Where's my red shoe? 3 or 5? Yes, 3. Đây, cái giày màu đỏ đây. Chính chiếc giày màu đỏ nha. She is wearing a pink shirt. She is wearing a pink shirt. She is wearing a pink shirt. 1, of course. Round 3. Okay, look at this. They. No. So. Next are wearing or is wearing. Dây thì phải. Are wearing. Số nhiều mà. Now. Okay. Yellow, white or brown. Bây giờ cô không biết 1, 2, 3 là gì đâu. Comment cả đấy ra cơ mà. Yellow. Yes, of course. Yellow. Yellow what? Yellow. Cái gì? But what in yellow? What in yellow? Now shorts. Đúng rồi. Những chiếc quần ngắn màu vàng. Shorts. Tốt. Next. Who's there? He. Now, is wearing or are wearing? Comment cả câu như cứ 1, 2 là không biết đâu nhá. Is wearing. Yes. Is wearing what? Come in. Okay. Càng lúc càng phải càng nhanh lên chứ. Màu gì đây? Màu gì nổi bật quá cơ? Màu black à? Black. Okay, tốt quá rồi. Cô còn chưa kịp nhìn mà các bạn đã comment cho cô rồi, giỏi quá. Nào, tiếp tục. Black gì đây? Which in black. Okay, gloves. Găng tay. Những chiếc găng tay. Gloves. Gloves. Yeah, gloves. Next. Come in. He. Okay. Làm nhiều quen tay rồi đây này. He. Is wearing. Now, so look at this. Look at this. Oh my god, look at this. Blue. Màu xanh dương. Nào, những cái gì màu xanh dương đấy? Màu xanh dương gì đây? Pants. Okay. Khi nào thuần thục thì thôi nhá. Okay. She. Đúng rồi, đây là số ít cho nên phải là is wearing. Is wearing gì đây? Màu gì đấy? Red. Red what? Jacket. Yes, jacket. He. Anh ấy. Bởi vì anh ấy số ít cho nên mình là is wearing. A gì nhỉ? Màu gì? Brown. A brown? Brown what? Brown gì đây? Belt. He is wearing blue pants. He is wearing blue pants. Okay. Tốt. She is wearing a red jacket. Jacket. 5. They are wearing yellow shorts. Các bạn comment chuẩn quá. Now, they are wearing yellow shorts của tớ đâu? 1. Wow. They are wearing orange hats. They are wearing orange hats. Oh, well, yes, picture 3. Chuẩn quá. He is wearing a green scarf. Wait. Yes, of course, picture 2. He is wearing a brown belt. He is wearing a brown belt.
He is wearing a brown. Boo. Rồi ôi, comment nhiều quá. 2 hay 3 nào, chốt cho cô nào. 2 hay 3 nào, bức tranh 2, bức tranh 3 và picture 2, picture 3 ó. Yeah, 2. He is wearing black gloves. He is wearing black gloves. Gloves. Đâu cái gloves đâu? 5, đúng rồi, chính xác. Oh, final nào. Note nào. Gần thuộc bài rồi. Okay, start. Chưa gì đã biết là she rồi. She. Thế là chưa gì cũng đã biết là is wearing rồi đấy. À, quen bài quá. Nhưng mà đây màu gì nào? Which color? What color is this? What color? A black. A black. Black what? Chết rồi, quên từ này rồi. Black gì đây? Nào, có bạn bảo là okay, now dress. Dress. Sát, váy liền. Now, quickly. She is wearing. Tốt rồi. Now, wearing. Wearing what? Wearing. Mang cái gì? A blue. A blue. Rồi, một cái gì màu xanh đó, một cái gì đó màu xanh. Now, hat. Yes. Hat. Cái mũ màu xanh. À, đâu tiếp tục. They, she or he? They are wearing or is wearing. They are wearing. Chính xác, bởi vì đây có hai người cho nên là chỗ này mình phải dùng là are wearing. Are wearing. Wearing gì? Wearing what? Màu gì? Which color? Which color? Brown. Brown. Brown gì? Short à? Còn short hả? No, pants. Đúng rồi, pants. Pants. Đây là, yes, tiếp, next. Nhanh lên nào. Quickly nào. They thì sẽ phải như thế nào? Comment luôn. Are wearing. Wearing what? Trời ơi. Are wearing cái gì? Blue cái gì? Blue what? Sao lại không trả lời nào? Bây giờ còn cái này có phải gọi là cái jacket không? No, it's not a jacket. Đây là coat, đúng rồi. Đây là cái coat này, cái jacket là cái kiểu áo gió ấy. Còn cái jacket là còn cái coat này là phải như này, giống cái áo dạ ấy. Coats. Okay. Next. Ủa, nhanh nhá. She rồi. Có bạn comment hẳn luôn. Is wearing. Tốt. Is wearing one. À, màu gì? Which color? A yellow. Wow, tuyệt vời, lớp mình. Yellow what? Cái dress hả? Cái này có phải dress hay là short không? Chết rồi, cô quên rồi. Chết rồi, cô Ngọc quên mất rồi. Yellow gì nhỉ? Short à? Short à? À, short hay là skirt đây? Yeah, of course, skirt. Yeah, shirt là cái áo dài, còn skirt mới là cái chân váy nha. Skirt. She is wearing a blue hat. She is wearing a blue hat. Blue hat. Now, 1, 2, 3, 4, 5, 4. They are wearing brown pants. They are wearing brown pants. Brown pants here. Brown pants, yes, 4. They are wearing blue coats. They are wearing blue coats. Blue. Oh. They are wearing yellow shorts. They are wearing yellow shorts. Yellow short. What one? She is wearing a black dress. Exactly. Now, come in. Black dress nha. Dress nha, cẩn thận bị lừa nha. So, of course, picture 2. He is wearing black gloves. He is wearing black gloves. 1. Yes. She is wearing a yellow skirt. She is wearing a yellow skirt. Okay. The end nào. Bây giờ xem cả lớp mình điểm chắc như nào nhờ. Oh, các bạn ở các nước khác làm nhanh quá. Thì là mình không thấy trên bảng vàng rồi. Okay, but it's not the problem now. Hôm nay lớp mình làm rất tốt đúng không nhỉ? Chỉ là hơi chậm một chút thôi nha, không thấy có tên trên bảng vàng rồi. Không sao hết nha. Name nào mình sẽ nhập là
Level 1 đúng không? Level 1. Kìa. Mình sẽ là Việt Nam. Enter. Đâu rồi? Mình xếp thứ bao nhiêu đây? À, mình xếp thứ 39. À, mình xếp thứ 39 các con ạ. Trời ơi, mình xếp thứ 39 trên toàn thế giới. Đây, xem xếp hạng điểm mà. Ok. Mình xếp thứ 39 này cả lớp này. Cô ơi, cô có vui không? Trời ơi, các bạn comment mà nhanh hơn nữa thì là cô còn vui hơn. Tại vì mình làm nhanh hơn mà. Cô chỉ làm theo đúng những gì các bạn comment thôi. Cô ơi, cô để ý đến con đi cô. Ô, Trần Diệu Anh à? Ú, trời ơi, cô để ý cả lớp mà. Không sao đâu, hôm nào cô về cũng đọc lại hết phần chat hết đó. Nên không phải lo nhá. Ok. Next. We have. Rối tay luôn cô. rối tay á. Rối tay á, mình rối tay nào. Tắt cái chat đi, thở phào nhẹ nhõm một chút nào. Chà, trời ơi. Có mệt không? Có tired đâu nhỉ? Có bị mệt không? Không kịp chat. Trời ơi, không kịp chat. So, không kịp chat đúng không? Không, trời, một mỗi hôm chơi một trò thôi chứ. Sao chơi nữa trời. Bây giờ mình sẽ quay lại một chút nha. Để mình quay lại một chút. No, mình quay lại bài học một chút. Để cô hướng dẫn nha. Yeah, vừa rồi là mình đã học cấu trúc của từ vựng ấy. Thì cái bài đấy cô sẽ gửi về games cho các bạn ở trên nhóm. Để các bạn chơi để tổng hợp nhá. Ok. Yeah. Đúng rồi, tổng hợp lại thì mình sẽ có cả bài thì đúng không nhỉ? Vừa nãy mình có cả bài như nào ta? Để cô viết lên đây nhá. Cô sẽ viết lên cho các bạn nhá. Ok, I will write out for this. Vừa nãy mình chơi điện tử ấy nhỉ? Gọi là mình chơi điện tử đi. Thì mình thấy là có các cấu trúc cũng đơn giản thôi, đúng không? Ngoài cái cấu trúc what are you wearing để hỏi là bạn đang mặc gì, đúng không? Thì bạn sẽ trả lời là I'm wearing cái gì đó. Thì ngoài ra mình có thể hỏi về những người khác. Ví dụ như là cô ấy, anh ấy hoặc là những người khác. Cô ấy, anh ấy hoặc là họ. Thì vừa nãy có những cấu trúc như sau. What is he wearing? Đúng không? Cô comment tụt cả tay. Nào thì trả lời là he is wearing, đúng không? Nhớ là is wearing nhá. Hỏi gì trả lời đấy nhá. What is he wearing thì phải trả lời là he is wearing gì đó. Ok. Next. Mình có cấu trúc thứ hai mà mình nhìn thấy trong game hiện lên rất nhiều đúng không? What is she wearing? Ok, wearing. Cô ấy thì đang mặc gì? Thì có cái cấu trúc trả lời là she is wearing something đúng không? Mang mũ hay là mang váy gì đấy thì các bạn điền vào đúng không nhỉ? Như vừa nãy chơi điện tử mà comment tụt cái tay. Ok, tiếp tục. Và cái cấu trúc cuối cùng đó là what are they wearing? Ok, what are they wearing? Có thể là các bạn nhìn cấu trúc này hơi ít. Câu này in Vietnamese we will translate is họ thì đang mặc gì vậy? Đang mặc gì vậy? Và trả lời they are wearing gì đó. Ok. Ở trong bài cũng chỉ liên quan đến một câu hỏi, một câu trả lời, rồi sau đó thì liên quan đến từ vựng về những đồ vật mình mặc on body, đúng không? Từ đầu on top to toes luôn, từ đầu đến chân. Yeah. Từ mũ này, mũ là trên đầu không? Top này, glasses, ok, là top này, hoặc là shirt or t-shirt, scarf, belt, thì người ta gọi là ở phần khúc giữa là middle, đúng không? Leg cũng vậy, pants đó, mình mặc quần ở phần middle, còn toes là gì đây? Mình đeo gì nhỉ? Đeo shorts, đó, học rất nhiều từ vựng rồi.
Cho nên là bây giờ có hỏi là đang mặc gì hay là đang mang gì trên người cũng rất là tự tin để trả lời nhá. Ok. So, cái phần chat gì nhiều ta? Phần chat gì nhiều ta? So, this is... this is the end of the class now. Hôm nay thì bài học mình sẽ kết thúc ở đây nhá. Bài học của mình thì hôm nay đã kết thúc rồi. Ok, cô sẽ dặn một chút này. Hôm nay mình chỉ học mất có 3 buổi để xong Unit 4 về My Favorite Clothes. Và cô sẽ tổng hợp lại kiến thức của bài này đăng lên trên nhóm. Cuối tuần này các bạn sẽ làm bài tập lớn cho cô và nhớ khi nộp bài nhá. Khi nộp bài thì các bạn nhớ cho cô, đây cô sẽ chia cái bảng trắng lên, là các bạn nhớ hashtag nhá. Các bạn biết hashtag là chi không? Có nghĩa là đánh dấu cô vào ấy. Đó, có cái ký hiệu hashtag này, chắc là bạn nào cũng biết đó, hashtag. Đúng không? Hashtag là cô Ngũ Ngọc hoặc là đấy. Đâu nhỉ? Thế tôi lấy cái chữ khác đi. Đó. Nhớ nha, khi nộp bài thì các con nhớ viết tên cô nha. Hashtag Bảo Ngọc này, đúng không? Ok. Đó, nhớ nha. Viết liền cũng được, hoặc là có cái tag tên á. Ok. A cộng rồi ghi Ngố Ngọc. Được chưa? Là có tên cô ở trong nhóm á. Ok. Nhớ nha, chỉ có hai cái này thôi thì cô sẽ được đánh dấu và có bài của các bạn nha. Ở đây các bạn có thể là, đấy thì các bạn chỉ cần hashtag như vậy thôi. Và bài học hôm nay mình kết thúc rồi. Ok, nhớ làm bài tập nha. Cô sẽ chia sẻ ở trên nhóm và để cho các bạn làm bài tập nha. Một tuần vừa rồi mình không có bài tập nghe là mình... nộp bài thì cô đăng bài tập sau, bài mai mình mới đăng mà. Chứ bây giờ tối rồi đăng bài tập các bạn cũng buồn ngủ lắm. Và trước khi đi ngủ thì các bạn nhớ làm gì nhỉ? Cả các bạn nha, nhớ practice, ok, and wash your face. And then we go to bed. Ok, bye bye, see you soon. Love you. Bây giờ cô sẽ mở chat nha. Ok. Bye bye. Ôi comment gì nhiều quá trời. Cô bật mic. Về cô không nhớ mic ở đâu. Ok bye bye, cô nhìn được chat mà. Yeah. Bye. Bye teacher. Goodbye teacher.